Good morning các bạn. Thứ sáu vui vẻ. Vào Việt Nam thì là tối thứ sáu rồi, maybe sáng thứ bảy luôn. Đưa thằng con đi học xong, ghé cà mặt trơn ô cho nó ăn. Thấy ở ngoài bây giờ bữa nay mát mẻ quá, trời không có lạnh lắm. Stock thì lên xuống thình lình nên đi vòng ngoài chút xíu, uống cà phê xong rồi đi vô. Đang canh một cái stock để mua nhưng mà chưa có dám mua, để coi tình hình vài tiếng nữa coi nó đang sao. Cho nên bây giờ ra đây ngồi hít thở không khí sạch. Lạnh lạnh như vậy được nhưng mà không ngồi đi đi không được lâu, khoảng chừng 10 phút chắc lạnh rồi. Mình thích nhất là đi bộ ngoài biển buổi sáng như vậy nè. Có mấy lần mình đi Hawaii mà ngay chỗ Waikiki mà buổi sáng khoảng 5 giờ sáng là 8 giờ sáng ở bên 8 giờ bên Cali rồi. Đúng rồi. Là 8 giờ sáng bên Cali rồi, cho nên mình thức dậy tỉnh bơ à, cho nên phải đi xuống dưới biển đi vòng vòng chơi. Đi ra Starbucks kiếm ly cà phê hay là xuống lầu lobby là có cà phê free. Đầu cầm ly cà phê đi vòng 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 xuống biển. Đi ngoài cát á, đẹp. Trời buổi sáng Hawaii thì lạnh lạnh khoảng chừng 70 độ, mát lắm. 70 độ F á. Mình cảm tưởng như mấy cái biển Việt Nam thì Nha Trang mình cũng có đi buổi sáng rồi nè, Đà Nẵng. Mà nghe nói Phan Thiết gì đó, nghe chứ nhiều quả biển rất là chưa có người ta đi du lịch nhiều quá thì nó sạch ha. Không biết nghe nói. Cho nhìn chút nha, cho nhìn cảnh cà phê nguội hết rồi. Giờ mình đi vòng cái mình vô. Mới nhắc tới chờ stock. Mình canh cái giá khoảng giá nào đó mình muốn mua vừa xuống đúng cái giá đó. Cho nên mình chọc một gói xôi rồi đó, giờ chờ nó lên thôi. Nghĩa là mình chờ nó lên, mà trong ngày mà nó lên không được, nó xìu xìu ở nãy là mình cũng tẩy chay mình bán à, chứ mình không có ôm cái stock đó. Cái là cái bí quyết của mình đó các bạn. Không bao giờ ôm stock, nghĩa là ôm sôi, sôi nó càng lâu càng xịn. Nó vừa lên chút đỉnh kiếm đủ cháo bán, đủ cơm sườn, cơm tấm này nọ là đặc biệt là mình bán luôn. Chứ còn không có chờ đến phở. Chờ đến phở hay hải sản là nó xuống mất tiêu hồi nào. Là cái khu xóm nhà mình người ta còn ngủ, giờ này cái đợt đi làm buổi sáng đã đi rồi. Đó, chờ thêm vài phút nữa cái đợt thứ hai. Lạnh quá rồi, thôi đi vòng lại. Mát mẻ vậy chứ đi hơi ngoài cũng lạnh. Không có cái găng tay á. Cà phê mình thì nguội rồi, chắc đi vô hâm lại. Vài tuần nữa là bắt đầu bông hoa nó nở tùm lum tà la, nó đẹp đó. Ui. Thôi, tạm chào các bạn nha, mình vô nhà đây. Hôm nay thứ sáu là ngày đổ rác, cho nên nhà nào cũng đem rác ra để hết. Một cái mình thấy đó, nhìn cái garage xe đậu nè, toàn là màu trắng nhiều không à. Mình nghĩ ở đây là cũng khoảng 70% là xe trắng.
Xe trắng với màu đen là xe cái màu thịnh hành nhất. Hồi lúc mình mới qua Mỹ, lúc thời gian mà bắt đầu có tiền mua xe rồi đó. Well, không phải có tiền mua xe mới mà xe cũ á. Mình nghĩ không đời nào mình mua xe màu trắng á. Nhưng mà bây giờ màu trắng là thịnh hành nhất. À, xe gọi là xe sport thì người ta thích màu đỏ. Rồi có lúc thời gian cái màu xám, màu silver đó, cũng rất là thịnh hành. Ok, thôi đi vô đây, cà phê nguội ngắt rồi. Xin chào. Tình hình là lục bình trôi sình sình. Sáng mua gói xôi, mua một cái stock mà nó không lên nổi, nó cứ lình phình. Nhắm ăn không nổi nên phải bán đi. Bán đi trước khi nó bị xuống lỗ. Bán xong gói xôi rồi coi như tối nay húp cháo. Không có lời. Bây giờ đi bộ. Trời rất là nhiều mây. Tình hình là không mưa. Nhưng mà mây. Mưa mấy tuần nay cỏ xanh lên nhìn thấy đẹp. Đến mùa hè cái công viên cỏ nó cháy hết luôn, hết đẹp. Nhưng mà cái ao này vẫn không có nước. Cạn xì. Tại sao mà họ không đổ nước thêm vô đây ta? Hôm nọ nó cạn khô luôn. Đầy lên rồi nhìn nó đẹp, nó có nhiều con thú vật rồi lớn, nhiều chim chóc. Núi cũng vậy đó, núi xanh xanh, lá xanh xanh, núi xanh xanh. Cỏ mọc cũng hơi khá cao rồi. Này là ngoài sau cái trường học Middle School. Đó, mấy đứa con học trường này nè. Mấy nhỏ đang ra tập thể dục. Cái này là cái vùng núi Berryessa. Trên đó có cái con đường cong cong quẹo quẹo lên đó. Không biết có chỗ đậu không, bữa nào mình chạy lên đó. Thấy có cái trụm nhà trên đó. Nhưng mà nhà private không mà mình lái xe lên đó mất công bị cái security nó hỏi. Đây. Đây là cái ao đó. Này là ao Tây. Nhìn nó ao Tây mà nhớ ao ta các bạn ơi. Đấy. Ao ta không có vịt. Không có vịt hoang nhưng mà có cá rô, cá sọc. Nói tập 7 tập 3. Tào lao không. Thôi mình đi bộ một chút nha. Nhờ những cái chuyến mưa và hôm kia hôm nọ, cái suối bên tay trái mình nghe tiếng nước chảy. Chúng mình đi tới cái khúc có cái cầu á. Rồi mà ghé nhìn suối một chút. Đây là một cái công viên khác và nó cũng khai là cùng một cái con suối này á, nó chảy qua tới mé bên kia của gần trường của con trai học. Cái suối gọi là Penitentia Creek. Penitentia Creek. Nghe tiếng suối không? À, chỉ mới bay ồn hơn.
cuối tuần này con trai được nghỉ một ngày thứ hai, coi như là long weekend, là ngày là cuối tuần có ngày lại nghỉ được 3 ngày. Mình cũng đang suy nghĩ không biết nên dẫn nó đi đâu. Mẹ nó thì bay về chủ nhật, thế nào mẹ nó cũng réo rủ đi đâu đó đặng cho nó thăm con trai. Con gái mình thì nó nói tuần này, cuối tuần này bận rồi, thôi đừng có lên thăm nó. Nó đang tìm chỗ housing này nọ rồi lung tung. Cái này cho năm tới. Bây giờ thì nó đang ở nơi trú. Năm tới là phải đi ra ngoài mướn nhà ở rồi. Chắc hai ba đứa đó. Đây cái cầu nhỏ nhỏ. Đứng nhìn cái suối một chút nha. Cầu này cho xe chạy vô nhưng mà không ngăn lại, chỉ có nhân viên nó chạy vô được thôi. Đây là cái suối. Nhờ mưa nên có nước. Mà chắc chắn là không có cá rồi, tại vì cái suối này quanh năm là nó thường thường nó khô queo mà. Nó không có nước lâu cho nên cá không có thể sống nổi. Thì mình nhìn bên đây. Nó chảy vài ngày nữa cái nguồn nước nó sẽ ít lại, nó sẽ chảy chậm chậm lại. Bây giờ chảy rất là xiết. Ok, mình đi bộ tiếp. Hy vọng nhìn được mấy con vịt lội nhưng mà không thấy. Đi gần hết vòng. Ngắm cái đồi núi đẹp, mai mốt cái nó vàng khè. Mùa này đi bộ thì mát mẻ quá chừng này. Lúc hè đi bộ nóng nực. Lúc trước thì mình nói đi nóng nực xong về kiếm cớ uống bia, à giờ không có được dùng cái cớ mà uống bia để mà đi bộ nữa, khổ thì sao tự nhiên mình lại thích bia, cho đến nỗi khi mình bị nằm nhà thương á là mình phải cử bia luôn, nhưng mà cũng nghiền nghiền, mùa hè nóng nóng phải uống một hai lon. Cái nỗi hồi đó mình thích uống bia đó, nỗi khi mà đi chơi Hawaii đó hay là Florida, mấy cái chỗ nào mà gọi là tropical Việt Nam được cũng vậy, sáng thức dậy chưa ăn uống gì hết á là khui cái bia, làm một nóc một cái bia xuống cái nó phê lắm, nó làm cho mình cái đầu mình nó cái buzz, nó cái nó ê ê ê cái đầu đã giống như ghiền xì ke vậy á mà. Hãy thấy con mèo đâu ở đây này. Đây nè. Đây mấy con mèo hoang nó ở đây sẽ ăn bắt. À, tội nghiệp mấy con vịt không? Nước khô queo hết trơn trời. Đó. Lúc có nhớ mình mua bia để trong tủ lạnh ở hotel. Sáng thức dậy khui giấc hoặc là một chai bia Heineken cái nó đã gì xong rồi mới đầu đi ăn sáng. Sáng về đi bộ tiếp.
Vậy chứ mình không thích uống cái kiểu mà ngồi bàn mà cứ vô 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 hay là cái bụng mình nó bể bể ra. Mình phải ngồi uống uống thích nha, thích thì uống, no thì nghỉ vậy đó. Chứ còn nó uống ép mà gọi cái 1, 2, 3 vô thôi là mình xỉn à, chịu không nổi. Nhất là kèm với lại rượu á, vừa uống bia mà vừa uống rượu. Mình ngồi đây không gì làm, mới vừa đi bộ xong mình ngồi đây mình nhớ có cái vé số mình mua mình chưa có cạo, cho nên bây giờ mình cạo với các bạn cho vui nha, coi coi trúng không. Cái vé số này mình thích mua là tại vì nó còn nhiều giải 1 triệu, nó có còn đến 6 giải 1 triệu, nó gọi là 50 times the cash, nghĩa là cái giải cao nhất á là 1 triệu mà nó có nhân lên đó. Ví dụ như mình cạo cái dưới đây mà nó có cái số nhân đó là mình sẽ trúng cái giải đó, với nhân lên 50, nhân 20, nhân cho 10, nhân cho 5 vậy đó. Thì cái chỗ này nó có cái gọi là fast spot, là nếu như mình cạo mà trúng được số ra số 100 á là mình trúng. Hồi đó giờ mình cạo không bao giờ mình trúng cái giải chỗ này hết á, mình phải cạo ra số 100 thì mới trúng. À, bây giờ mình cạo hết những cái số này là gọi là cái số của mình, gọi là winning number đó, là cái số nó của mình. Sau khi mình cạo cái số của mình ra đó, mình sẽ cạo cái số dưới đây, số dưới đây mà nó trùng với những cái số trên đây có 6 số đó, thì mình sẽ trúng cái giải đó. Nhưng mà cái vé số này thì nó đã sắp đặt sẵn rồi, ví dụ mình mua mà cái vé này nó đã trúng rồi thì mình cạo sẽ trúng thôi. Còn nếu như nó sắp đặt mà cái vé này đã cái số không có trúng là mình cạo có rách cái vé cũng không trúng nữa. Số đầu mình cạo là 44 thì mình thấy không có số nào hết, cái giải của nó là 1 triệu. Ý. Thí dụ như mình có số 44 trên đây là mình sẽ trúng 1 triệu đó, nhưng mà unfortunately mình không có trúng. À, mình có 45, là mình có 46 chứ, nó ra 45, 13, không có số nào hết. Chờ máy bay nó bay qua coi. 22, không có. 34, mình có 33. 6 lẻ đó mình không có, 6 7. 31 mà có 32 thôi. Cái 35 và 36. 14 không có luôn. 42. Come on. Không trúng gì hết vậy các bạn. 16. 41. Có gì hết. 43. 49. Này có 46 à. 29. Rồi còn cái last row là cái nhà hàng cuối của mình đây, 23. Yeah, 32. 39, có 38 thôi. Hai mươi lăm này có 26 thôi, số gần gần vậy mà cho nó tức cho chín không có thì soi cái này là thấy tiêu rồi đó, toàn là cái mấy cái số gần không à. Số 47 nè, mình có 46 nè, rồi có giải 100 đồng rồi. Mấy cái số gần gần vậy thôi chứ không có cái nào trúng hết. Well, next time, lần sau các bạn ơi. Giờ mình tạm chào nha.
cào vé số hoài mà không trúng chán nản quá ha. Chơi cho vui mà, nếu mình có dư 10 đồng hay 10 đồng đem mua cạo cho nó vui lâu lâu vậy đó, hên thì trúng, không hên thì mình cúng cho cái người trúng. Khổ đi thay người. Mình đi bộ ra xe nè, tính đi cho nó hết một vòng đủ đủ cái exercise bữa nay rồi ra xe đi đến rước con luôn. Nhìn cái cảnh ở đây đẹp không? Cái này là khu Berryessa ở San Jose. Sắp ra tới ngoài đường đây. Ngoài đường thì xe cộ. Ở đây mấy cái người kêu mình hái cái cây bồ công gì nè để mà ăn cho nó tốt cho sức khỏe, cho cái này mọc quá trời luôn, nhưng mà mình không có bông đó, đây nữa nè, mình không có thấy mất công quá, ăn rau đi bộ là thấy tốt sức khỏe rồi, phải chi có ai hái để bán ngoài chợ bán mua thì lẹ ngồi đó mà hái từng cây mệt quá. Đó, đây là cái park nè, công viên Penitentia. Trong cái khu này gọi là Community Center, là chỗ mấy người già đó, senior citizen đó. Chừng vài năm nữa là mình có quyền vô đây chơi. Có gọi là bingo là gì, là chơi lô tô. Rồi cũng như cho social dance, là nhảy nhảy múa, nhảy ba sâu đốt. Đây cái bảng quảng cáo này là của county cho nên free, của city chứ. Oh, phải có membership, trời, phải có mua membership này. New senior membership, purchase your summer camp, có camping nè. Mình tưởng free chứ phải mua membership đó. Chắc rẻ mà. AAP Tax Assistant giúp mình khai thuế cho mấy người già. Thuế mấy người già cũng không có tha nữa các bạn ơi. Người dù có lãnh lương già cũng phải khai thuế. Có lớp học. Có gì nữa. Happy New Year. 2019. Mình tưởng free chứ ai ngờ phải có cái membership nữa. Đây là cái community center đây. Sau đó là cái công viên đi bộ. Ngày xưa mình qua là chính phủ Mỹ cái gì nó cũng cho free á, đậu đi học community college là không có đóng tiền. Đậu đậu xe cũng không đóng tiền. Bây giờ cái gì cũng đóng tiền hết, là chính phủ cúp hết rồi. Ok, đây là cái community center đây. Vô trong đó hồi giờ họ open cho tới tối. Mấy người già vô đây hoạt động chơi chung với nhau. Ok, thôi mình đi nha.